Xin chào bạn nhé. Nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái sự kiện Pancake Swap Underdog nhé. Sự kiện này tặng 230.000 đồng đồng cách này. Sự kiện này của sàn Binance bạn nhé. Đó, đây, cách là chuỗi thông báo gốc của Pancake Swap trên Binance này. Đó. Thì sự kiện này bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2020 nhé và sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày. Ok. Thì đây là cái trang trao đổi của nó. Bạn có cái đồng Binance thì là đồng BNB để trao đổi trên này và bạn có một cái ví Binance Smart nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ôn cái ví Binance đấy trên MetaMask và trước Wallet nhé. Đây thì bạn vào cái phần ba chấm này này, cái đặt trên ví MetaMask. Mình sẽ hướng dẫn ví MetaMask trước, sau đó là ví trước. Bạn kích vào đây, bạn vào phần cao, phần này, kích phần sai, phần extra view, extra view nhá. Đó, thì bạn vào phần này, phần là main SH Reward và vào custom SPC. Đó, bạn sẽ điền thông tin của cái ví Binance Smart đấy nhé. Mình sẽ lấy thông tin ở đây, điền vào đây. Để mình tìm. Đây, bạn điền tên nhé. Tên của nó là Binance Smart Chain này. Đó, ghi vào đây. New SPC. Đây, SPC UN New đây, cái link này. Copy cái link này mình dán vào đây. Trang ID nhé. Trang ID. Đây, 56. Bot là BNB. 56 BNB này. Đó. Block Express này nhé. Đặt địa chỉ này nhé. Ở đây rồi bạn đây cái link này bị ấy rồi, mình sẽ copy theo kiểu khác, mình sẽ copy kiểu khác, mình bôi đen mình copy nhé. Đây, bạn sáng vào đây, bạn được copy link sẽ ra cái đi khác. Đó, nữa. Bạn bôi đen này nha. Mình sẽ để thông tin tất cả bên dưới video các bạn. Ok. Đấy, bạn save vào. Rồi, ok vậy là được rồi đấy. Bạn kiểm tra đây, ví Binance Smart Chain đây này, có đây rồi nha. Đó. Mình sẽ kiểm tra. Đây Binance Smart Chain nhá. Ok chưa? Ví Ethereum của bạn trên này nhé. Đấy, bạn đổ lại nó xong rồi. Binance Smart Chain là thế này nhé. Đấy. Rồi, ok. Tương tự như vậy trên ví chớp thì mình đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết. Như ví đây. Đây, bạn ra ví chớp của bạn sẽ như thế này đúng không? Bạn vào đấy, bạn vào phần đây. Phần hai cái dấu cài đặt này. Chỗ này này, không phải phần dưới nha, phần trên này nha. Ấn vào đây, nó sẽ hiện ra một cái bảng on token, token. Bạn chỉ cần ghi chữ S là nó sẽ hiện ra Smart Chain BNB, bạn bật lên cho mình là xong. Ok, đó. Rồi các bạn quay ra phần chính nha bạn, là phần DApp nhé. Phần DApp là phần 4 cái chấm này. Đó, bạn ấn vào đó, bạn dán cho mình cái link. Cái link của cái trang này, mình sẽ để ở phần dưới mô tả. Đấy, cái link của cái trang đây, exchange bắt cách này. Đó, mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nhé. Bạn dán vào đây cho mình, bạn enter. Thì nó sẽ hiện ra giao diện như này. Đấy, chỗ này bạn ấn vào cái phần Ethereum này. Bạn kích đây. Rồi bạn sẽ chọn, nó sổ xuống bạn chọn là Smart Chain cho mình. Đó, thì nó sẽ kết nối cái ví của bạn. Sau đó hiện ra như này. Ok ạ, à, đấy là phần ôn cái ví BNB Smart Chain. Đó, thì tiếp tục. Đến cái phần trao đổi mình sẽ phải có một cái ví sàn Binance nhé. Đó, phải
bạn có đồng BNB trong ví. Đây mình có cái sẵn 3 lên đây, mình có sẵn đồng BNB ở đây rồi. Đấy, 0.025 này. Đấy, bạn chỉ cần 0.1 là bạn đã có thể ấy được rồi. Có thể trao đổi này được rồi, mình ấn vào rút tiền nhá. Mình sẽ rút sang cái ví MetaMask của mình. Ok chưa? Ví MetaMask của mình. Đây là những ví nào Binance Smart Chain nhá. Vẫn là cái ví địa chỉ ví của MetaMask thôi, bạn copy nó. Bạn dán vào đây. Dán vào địa chỉ ví người nhận nào. Đấy, hiểu này. Đó. À, đây bạn tích vào cái Binance Smart Chain BSC này nhé. Đó bạn gửi để đi là à, bạn chọn đồng đây này, quên, bạn chọn đồng BNB đây nhé. Đó, dán cái ví vào đây. Đó bạn ấn vào Binance Smart Chain này. Ok chưa? À, gửi đây. Có nhiều cũng gửi 0.2 đi. Mà thôi 0.1 cũng được. Không cần gửi nhiều đâu. Đó phí của bạn như này. 0.102 đi cho nó tròn 1 thì mình có thường gửi đi rồi. Ok, nó sẽ gửi mã xác nhận thế này, bạn đợi thì mã nó về đây, mình sẽ coi mã xong. Rồi ok nhé, mình đã rút tiền thành công này. Bạn đợi một lúc nó trả về ví cho mình thì mình bắt đầu sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nhé. Ok, bạn đợi một tí ạ. Ok các bạn nhé, tiền nó đã trả về cái ví Binance Smart Chain của mình rồi. Đây, không phải một BNB đây. Thì mình sẽ tiến hành swap nhé. Bạn vào cái trang đây, fanpage đi nhé. Đó, fanpage swap này. Đó thì bạn ấn map vào đây. Có bao nhiêu ta chưa xét lại à, đợi một tí xét lại trang này sẽ hiện ra với mắt rồi. Đây, sao không được ta làm ngoan thêm mi đây có rồi nè. Đấy rồi mắt vào đây chưa? Nó sẽ hiện ra đây. Thế sao nó còn 0.009 0.09 là 0.1 rồi mà không sao cả. Đấy bạn chọn token nha, bạn chọn đồng cách nhé. Đây cách đây đó sẽ được 4.24 đồng cách nhé. Bạn swap đó, config swap rồi ok, xác nhận bên ví meta này, config rồi vậy là xong rồi. Bạn có thể xem giao dịch trên chỗ này nhé. Đấy thành công rồi đó, mình xem giao dịch trên chỗ view on BSC scan này rồi nhé. Đây cái sự quan đây đó. Rồi ok, vậy là ok rồi, mình sẽ điền cái form nó, mình sẽ để cái form dưới mô tả nhé. Đây, cái form này đây, địa chỉ là chuỗi thông minh INE Binance Watch Swap của bạn nhé. Thì bạn địa chỉ ví chớp hoặc là ví meta của bạn được, bạn cứ liên kết với cái ví Binance Smart Chain là được. Ok, đây mình sẽ điền chỉ trên ví meta luôn cho các bạn nha, và cho nó nhanh. Đây, và mình sẽ điền cái ID giao dịch nhé, cái ID giao dịch của mình đây. Mình vừa xem đây, mình copy cái ID này lại. Đấy rồi, ok, đây mình điền vào form này.
mình gửi đi. Rồi, vậy là ok rồi, sẽ được chia tổng là 230.000 đồng, 500 đồng một cách. Đó. Thì nếu bạn không thích giữ đồng cách, bạn có thể quay đảo lên, bạn chuyển hết đồng cách cho đây, bạn đảo thành BNB, mất ít phí thôi. Ok ạ. Our cách swap cái là xong. Còn nếu mình thích thì mình để đồng ấy được, không muốn giữ cái đồng mình muốn giữ đồng cách thì mình để đồng cách được, không sao cả. Đó. Thì các bạn thử làm nhé trong vòng 1 tháng. Cảm ơn các bạn.